30 minuten niet, hè. Khi nào mà anh Toản là đừng có quay trước mà anh à, quay trước rồi anh Toản rồi chụp sau anh Toản. Mà hình ảnh là vừa chụp vừa quay nha. Chứ đôi khi anh quay không là cái quay phim là để tư liệu thôi chứ con. Chụp là để cái hình ảnh gửi đi nó dễ hơn đó. Nó ít dung lượng hơn đó nha. Yeah.